Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Việt Nam, bà Marta Matjai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary đã đến thăm tìm hiểu thực tế tại tỉnh Ninh Bình. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an và đêm hội hoa đăng tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024, lần đầu tiên sẽ có màn nghệ thuật trình diễn Drone Light, một công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại với gần 1.000 máy bay không người lái, hứa hẹn mang đến cảm xúc tuyệt vời cho người xem. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng nay bà Marta Matjai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary đã đến thăm tìm hiểu thực tế tại tỉnh Ninh Bình. Cùng đi có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam, đại diện Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu chào mừng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp bà Marta Matjai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary tại mảnh đất cố đô Hoa Lư lịch sử. Khẳng định chuyến thăm là sự kiện quan trọng có phần củng cố tiếp nối nâng tầm mối quan hệ hợp tác hữu nghị gắn bó lâu đời giữa hai nước hai quốc hội. Nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ Hungary là nước đầu tiên công nhận mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1950. Hungary cũng dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư. Đồng thời cũng hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với trên 4.000 du học sinh. Đánh giá cao chuyến thăm Ninh Bình của Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary, đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình với thành phố Balatonphu của Hungary, nơi mà lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã có chuyến thăm làm việc trong chuyến công tác tại Hungary tháng 6 năm 2023. Đồng chí cũng thông tin nhanh về vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, trong đó nhấn mạnh, vào thế kỷ thứ 10, Ninh Bình từng là kinh đô của nhà nước Đại Cổ Việt, nơi có Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, được đánh giá là hình mẫu tiêu biểu kết hợp hài hòa giữa phụng dựng, bảo tồn di sản với tăng trưởng nhanh phát triển bền vững. Ninh Bình cũng xác định định hướng chiến lược là bên cạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa gắn với khai thác và bảo tồn di sản, phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ. Để đạt được mục tiêu này, Ninh Bình luôn coi trọng việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, nhất là trên lĩnh vực du lịch, thu hút đầu tư và mong muốn được hợp tác với Hungary, đất nước có trình độ kỹ thuật công nghệ cao, có nhiều điểm tương đồng để được học hỏi các kinh nghiệm quý trong phát triển du lịch, bảo tồn di sản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy hy vọng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người Ninh Bình thân thiện sẽ để lại nhiều ấn tượng tình cảm tốt đẹp, chúc đoàn có chuyến đi gặt hái nhiều thành công. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình dành cho đoàn, bà Marta Matjai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary bày tỏ. Đây là lần thứ hai bà trở lại Việt Nam, bà luôn có ấn tượng rất đặc biệt với đất nước, con người và cảnh đẹp nơi đây, cảm nhận có nhiều nét tương đồng với đất nước Hungary. Thông tin về mối quan hệ giữa hai nước, hai quốc hội, mục đích ý nghĩa chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này, những định hướng hợp tác trong tương lai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary nhấn mạnh. Mặc dù có khoảng cách khá xa về địa lý, nhưng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai quốc hội vẫn sớm được thiết lập, được nhiều thế hệ gìn giữ và vun đắp. Đặc biệt, Hungary là một trong những đất nước đầu tiên công nhận nền Cộng hòa của Việt Nam, cũng giúp Việt Nam đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, trong đó có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao. Hungary cũng xác định Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Hai nước, hai quốc hội cũng đã tăng cường các chuyến thăm làm việc, phối hợp tổ chức hội thảo, hội đàm, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giáo dục đào tạo, phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập của mỗi nước trong thời kỳ mới. Đánh giá cao những đề xuất của tỉnh Ninh Bình trong việc mong muốn mở rộng hợp tác với các địa phương của Hungary về lĩnh vực thu hút đầu tư, lập pháp, phát triển du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary khẳng định, Hungary luôn ủng hộ và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực này và thông tin rõ hơn về sự hỗ trợ của Hungary với Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
năm 2025, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Hungary. Bà bày tỏ tin tưởng hai đất nước, hai quốc hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tăng cường hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước, đồng thời tin tưởng qua chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary. Tối ngày 14 tháng 4, tức ngày 6 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an và đêm hội hoa đăng. Tới dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cùng dự có Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo một số sở ngành cơ quan đơn vị địa phương và đông đảo nhân dân du khách, Phật tử cùng tham gia cầu nguyện và thả hoa đăng trên dòng sông Sào Khê, xã Trường Yên. Lễ cầu nguyện quốc thái dân an và đêm hội hoa đăng là nghi lễ quốc gia có từ thời nhà Lý do đích thân nhà vua trụ trì, gọi là lễ đèn quảng chiếu, tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp từ ngàn xưa. Hàng năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đều tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an và đêm hội hoa đăng để các tăng ni Phật tử và nhân dân tưởng nhớ công lao to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng và các bậc tiền nhân, hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đây cũng là dịp để tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Từ đó giáo dục truyền thống, bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí vươn lên và nâng cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ thế hệ hôm nay trong xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, đồng thời góp phần chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau các nghi thức truyền thống và lễ dâng hương, bày tỏ lòng tôn kính trước Đức Phật và các bậc tiền bối đã có công dựng nước và giữ nước, các đại biểu, Phật tử và nhân dân đã thực hiện nghi thức thả đèn hoa đăng trên sông Sào Khê, cùng cầu nguyện cho một năm mưa thuận gió hòa, không xảy ra thiên tai dịch bệnh, hướng tới cuộc sống ấm no, nhân dân an lạc, thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh. Đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an là một nghi lễ quan trọng của lễ hội Hoa Lư trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt năm nay, tỉnh Ninh Bình tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024 từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, tức là từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Sáng nay 15 tháng 4, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng cháy, Chữa cháy rừng của tỉnh do đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại huyện Hoa Lư. Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Hoa Lư, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và đại diện các xã Ninh Xuân và Trường Yên. Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, đoàn kiểm tra nghe báo cáo của Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đang được giao quản lý hơn 1.200 ha rừng, nằm trên địa bàn 7 xã trên 3 huyện, trong đó diện tích rừng đặc dụng hơn 859 ha, diện tích rừng phòng hộ hơn 232 ha. Để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, doanh nghiệp đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng cho người lao động, khách du lịch và nhân dân trong vùng về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng, xây dựng sửa chữa biển báo, phát loa, có nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, theo dõi cập nhật thông tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng, qua đó kịp thời phát hiện những thiếu sót trong công tác bảo vệ rừng. Để khắc phục kịp thời, thành lập lực lượng sẵn sàng cơ động tham gia chữa cháy rừng, gồm các tổ đội tuần tra bảo vệ rừng. Đối với khu vực tham quan, tất cả các khu vực cổng vào đều được trang bị các bình chữa cháy theo tiêu chuẩn, niêm yết các quy định cảnh báo cháy nổ, chuẩn bị đầy đủ các điểm lấy nước sẵn sàng cho công tác chữa cháy khi xảy ra sự cố. Để việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, tại các khu điểm du lịch của doanh nghiệp quản lý đã duy trì, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chuẩn bị các điều kiện về lực lượng và phương tiện tại chỗ, nhất là các thời điểm diễn ra sự kiện. Qua nghe báo cáo và đi kiểm tra thực tế tại khu vực đảo Khê Cốc, Đàn Kính Thiên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Song Tùng đánh giá cao các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án cụ thể phù hợp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chuẩn bị bước vào mùa hè nắng nóng, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, khiến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, doanh nghiệp tiếp tục đề cao cảnh giác và chủ động trong mọi tình huống.
rà soát lại phương án tại các điểm du lịch, tổ chức tuần tra, kiểm tra, tiếp tục trang thiết bị, dụng cụ cần thiết như máy bơm cao áp tại các điểm nóng, tổ chức diễn tập, xây dựng kịch bản khi có tình huống cháy rừng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở các đợt tập huấn, bồi dưỡng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên, nhất là những tháng dễ có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Thành phố Tam Điệp vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm vừa qua, thành phố đã chỉ đạo các phường xã, cơ quan đơn vị thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, dự phòng vật tư tại các vị trí trọng điểm, đê điều, xung yếu, kè cống để chủ động xử lý khi xảy ra tình huống lũ vượt tần suất thiết kế của các tuyến đê, xây dựng củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai tại xã phường. Thành phố đã đầu tư xử lý cấp bách chống sạt lở đê sông Bến Đang, đoạn từ trạm bơm Sơn Tông đến tổ dân phố 12, phường Tân Bình và kiên cố hóa bờ kênh gạt lũ, kết hợp nâng cấp bê tông hóa mặt đê phía nam sông Bến Đang trên địa bàn xã Yên Sơn. Nhờ vậy nên mặc dù trong năm có nhiều đợt nắng nóng, hạn hán, rét đậm, mưa bão lớn, nhưng trên địa bàn thành phố không có thiệt hại và ảnh hưởng nhiều đến dân sinh, kinh tế xã hội. Năm 2024, thành phố đã chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn chủ động triển khai phương án, kế hoạch, các giải pháp phòng chống thiên tai từ sớm, từ xa, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình, xác định các điểm trọng yếu, chủ động bố trí nguồn lực để xử lý, đảm bảo an toàn, xây dựng phương án chi tiết ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm, chủ động phòng chống thiên tai, tích cực phối hợp với các đơn vị quân đội trong việc xác định các vị trí trọng điểm để hiệp đồng khi có tình huống xảy ra. Tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024, lần đầu tiên sẽ có màn nghệ thuật trình diễn Drone Light, một công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại với gần 1.000 máy bay không người lái, hứa hẹn mang đến cảm xúc tuyệt vời cho người xem. Trình diễn Drone Light là sự kết hợp của các máy bay không người lái để tạo ra các hình ảnh ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Mỗi máy bay không người lái được trang bị đèn LED có thể thay đổi màu sắc theo lập trình. Tất cả được điều khiển bằng phần mềm chuyên dụng để di chuyển đồng bộ và tạo ra các hình ảnh, hiệu ứng mong muốn. Trình diễn Drone Light lần này sẽ kể câu chuyện về vua Đinh Tiên Hoàng từ thủa cửa lao tập trận đến khi dẹp loạn và thu phục 12 sứ quân thống nhất Giang Sơn, dựng nền chính thống quốc gia Đại Cổ Việt sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Đặc biệt, chữ Thái Bình thể hiện khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam sẽ nổi bật trên bầu trời đêm khai mạc, mang theo khí thế và niềm tự hào to lớn cho thế hệ hôm nay. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024 với chủ đề Thiên mệnh Đế Đô sẽ diễn ra vào 20:10 tối ngày 17 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 âm lịch tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố Đô Hoa Lư. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động quảng bá di sản ngay trong lòng di tích, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Cố đô Hoa Lư đến nhân dân và du khách, Trung tâm Bảo tồn Di tích Lịch sử Văn hóa Cố đô Hoa Lư đã đưa vào hoạt động khu trải nghiệm Hoa Lư trong tôi ngay tại khu di tích. Trung tâm Bảo tồn Di tích Lịch sử Văn hóa Cố đô Hoa Lư hiện đang bảo quản lưu giữ khoảng 1.000 hiện vật, trong đó có 5 bảo vật quốc gia. Nhân kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và lễ hội Hoa Lư năm nay, Trung tâm đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ thuật thực nghiệm Erika lần đầu tiên đưa vào khai trương khu trưng bày trải nghiệm in dập bản. Thông qua việc thực hành in dập với màu sắc tươi mới, thời gian nhanh chóng, thao tác dễ dàng sẽ tạo một không gian trải nghiệm đầy thú vị, thúc đẩy nhu cầu được tìm hiểu, giải trí của du khách, nhất là các em học sinh. Hôm nay em cùng các bạn cảm nhận thấy rất vui khi đi du lịch chuyến đi Cố đô Hoa Lư ạ. Và em cũng rất là vui khi thấy tác phẩm của các bạn và em là hoàn thành bức tranh cũng như đây là một trải nghiệm rất đẹp giúp em học hỏi được biết bao điều và cũng tốt hơn môn lịch sử ạ. Khu trải nghiệm được thiết kế linh hoạt với tổ hợp của hai không gian, phòng trưng bày bản dập mẫu và không gian trải nghiệm ngoài trời. Các bản dập mẫu được các chuyên gia thực hiện có tính thẩm mỹ cao, đa dạng về màu sắc, các hình khắc mang giá trị nổi bật về mặt nghệ thuật tạo hình. Nội dung ý nghĩa của các họa tiết mang thông điệp nhân văn sâu sắc, ngợi ca về vùng đất thiên nhiên và con người Cố đô Hoa Lư ngàn năm văn hiến, qua đó góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và tình yêu di sản. Mở ra một cái không gian trải nghiệm như thế này thì các du khách cũng như là các em học sinh sẽ được trải nghiệm thực tế, sẽ có những cú chạm vào ngàn năm
và các em chính là những người sáng tạo, và được sau khi dập xong các em sẽ được mang những bản đấy về và các em sẽ lưu giữ cho mình những cái xúc cảm giống như Hoa Lư Trong Tôi. Thì đây cũng là cái gửi gắm, cái nguyện vọng, cái ước mong của ban lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Hoa Lư muốn chia sẻ đến mọi người về một cái mô hình trải nghiệm rất mới, lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam và duy nhất ở Ninh Bình. Việc đưa các hoạt động trải nghiệm vào trong chương trình tham quan tại di tích là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần tích cực vào bảo tồn, phát huy giá trị di tích, từ đó nhằm lan tỏa các giá trị quảng bá di sản, giáo dục di sản và bảo tồn di sản. Hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các cơ sở vật chất, các cái bản giấy gió, những cái con dập, những bản mẫu, sẵn sàng cả những cái thạch bản, cả những mộc bản để các bạn có thể làm in dập trên đó, và sẽ hướng dẫn chi tiết các cái bước in dập như thế nào, và cũng chuẩn bị sẵn sàng những cái vật liệu cần thiết để cho phục vụ cho du khách, để cho chúng ta có những cái trải nghiệm tốt nhất khi về dự cái lễ hội Hoa Lư năm 2024 này. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư đón và phục vụ hàng nghìn lượt du khách. Việc có thêm không gian trải nghiệm Hoa Lư Trong Tôi giúp du khách có thêm những không gian khám phá di tích theo cách riêng của mình, góp phần đưa giá trị di sản đến gần hơn với cuộc sống. 15 năm làm bí thư chi bộ thôn Đông Thành, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, ông Đặng Xuân Sáu luôn nhận được sự tin yêu mến phục của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn và trong đảng bộ xã. Sự đoàn kết phát triển của chi bộ và khu dân cư luôn là nguồn cảm hứng để từ năm 2015 đến nay, ông luôn là đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là cán bộ quân đội nghỉ hưu, từng có kinh nghiệm làm công tác đảng tại đơn vị, vì vậy khi trở về địa phương, được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, điều làm ông chăn trở nhất đó là phải xây dựng được một chi bộ mạnh, phải bắt đầu từ cấp ủy mạnh. Các thành viên phải như một gia đình, mà ở đó đoàn kết dân chủ là mấu chốt, để hỗ trợ giúp đỡ nhau phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi bộ. Đồng chí bí thư chi bộ thật sự là nhiệt tình và trách nhiệm. Có cái sự tập hợp đoàn kết trong toàn chi bộ cũng như là các tổ chức chính trị đoàn thể để cùng hoàn thành các cái công việc mà chi bộ mong muốn đề ra. Là một đảng viên trẻ thì tôi cảm thấy rằng là đây là một cái tấm gương để mà tôi học hỏi và phấn đấu hơn nữa. Chi bộ thôn Đông Thành có 50 đảng viên với nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình khác nhau. Nhưng điều đáng quý nhất đó là tất cả đều ý thức rất rõ trách nhiệm, tinh thần nêu gương của đảng viên. Là bí thư chi bộ, ông Sáu là người hiểu rõ nhất điều này, để trong quá trình lãnh đạo luôn biết tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của chi bộ và sự phát triển khu dân cư. Ở đây thì nhiều các đồng chí đảng viên là đã tham gia công tác, ví dụ như là bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, hoặc là tham gia công tác ở các nơi khác về, thì đồng chí Sáu là làm bất cứ một cái việc gì là đều có tham khảo ý kiến của các đồng chí trước. Đấy, sau đó chúng tôi về mới xây dựng cái chương trình công tác của chi bộ. Đấy, cho nên là chúng tôi thấy là đồng chí Sáu là những người rất gần gũi và rất có trách nhiệm và rất biết lãnh đạo. Còn với hơn 400 hộ dân trong thôn, ông Sáu như một người thân trong gia đình bởi sự gần gũi, chân thành, nhiệt huyết vì công việc chung. Đây là điều đặc biệt quan trọng để khi chi bộ triển khai các nghị quyết của Đảng và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương luôn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực, trách nhiệm của người dân. Ông Sáu là bí thư chi bộ thì luôn luôn đi sâu đi sát với quần chúng. Chúng tôi cũng rất phấn khởi thôi. Động viên nhau là cùng nhau tiến bộ. Là công việc được ví như vác tù và hàng tổng, vất vả, va chạm, nhưng thu nhập lại thấp, ít người muốn tham gia. Thế nhưng với ông Sáu đó lại là niềm hạnh phúc bởi sự lớn mạnh của Đảng, sự ấm no hạnh phúc của người dân, sự phát triển của quê hương đất nước chính là nguồn cảm hứng để ông vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Muốn làm được phong trào thì trước hết là mình phải gương mẫu. Gương mẫu trong bản thân gia đình nhà mình, đồng thời là gương mẫu trước chi bộ, và đồng thời là với dân thì mình phải gần gũi, và đồng thời nữa là quan tâm đến cái lợi ích của người dân trong thôn trên cái cơ sở đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Với sự nỗ lực cố gắng bền bỉ, đoàn kết, trách nhiệm cao, liên tục từ năm 2015 đến nay, chi bộ thôn Đông Thành và cá nhân ông Đặng Xuân Sáu luôn được công nhận là tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư tuyên dương khen thưởng. Đông Thành cũng là thôn đầu tiên của xã Trường Yên đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thành quả này là nguồn động lực to lớn để ông Sáu tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa cho đảng, cho dân và cho nước. Rà soát để thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là một trong những giải pháp mà xã Khánh Dương, huyện Yên Mô đang thực hiện nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đem đến cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch đẹp. Nhà văn hóa xóm Bến vừa được hoàn thành với diện tích 120m², kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là do nhân dân đóng góp tiền của ngày công, cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Khi đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để bà con sinh hoạt, hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đây là công trình góp phần vào thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xóm. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu này là ban mặt trận chúng tôi đã họp dân là lên kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thì được dân và cán bộ đồng tình ủng hộ, hoàn thiện nhà văn hóa khang trang sạch đẹp thì nhân dân rất phấn khởi, và tới đây chúng tôi cũng sẽ phải mua sắm trang thiết bị trong nhà văn hóa, loa máy rồi là bàn ghế, mọi thứ trong nhà văn hóa, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ở ngoài sân cho nó đạt được tiêu chí để về xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Còn đối với xóm Cầu, Ban Phát triển xóm đã vận động người dân tập trung thực hiện tiêu chí giao thông và cảnh quan môi trường. Người dân đã tích cực sửa chữa, nâng cấp lòng lề đường, lắp điện chiếu sáng, trồng cây bóng mát và thực hiện thu gom rác định kỳ. Xóm đã vẽ được 50m² tranh bích họa ở các khu dân cư, vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa có ý nghĩa trong việc cổ động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay thì nhân dân cũng đã được nghe phổ biến về cái chương trình nội dung của cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó mà nhân dân rất tự giác sang trí nhà cửa, rồi là xây tường bao, rồi là sửa các cái tuyến đường điện, các công trình của các gia đình, rồi các công trình của tập thể là đều được là nhân dân phát động hưởng ứng. Cái nét cơ bản của cái làng quê nó cũng đã có cái khởi sắc đổi thay. Năm 2024, Khánh Dương có thêm 4 thôn xóm đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân mà 4 thôn đã huy động được nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, các thôn xóm đã cơ bản hoàn thiện 10 trên 10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đang chờ các cấp có thẩm quyền thẩm định để công nhận. Và Ủy ban Nhân dân xã thì ra cái kế hoạch số 02 thực hiện nhiệm vụ và phân công cho các cái đồng chí cán bộ công chức phụ trách từng tiêu chí và phụ trách từng xóm, cùng phối kết hợp với các cái ban xây dựng nông thôn mới của các đơn vị thôn xóm kiểu mẫu để tổ chức thực hiện. Các ban phát triển xây dựng nông thôn mới của các cái đơn vị thôn xóm cũng tổ chức tuyên truyền rất là tốt. Từ đó thì bà con nhân dân cũng đồng thuận rất là cao và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ấy, tác động luôn đến đời sống của mọi người dân trong các khu dân cư. Người ta tự ra, người ta tổ chức, tự ra người ta làm. Cho nên chính vì vậy người ta tổ chức các cái công việc rất là thuận. Với việc tích cực thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã góp phần không nhỏ đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho quê hương Khánh Dương. Đây cũng là động lực để chính quyền địa phương cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục góp công góp sức để nhanh quá trình xây dựng hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm nay.